Xin chào tất cả mọi người nha, chào đại gia đình mình. Hôm nay Tấn phá cái giàn khổ qua này nha mọi người. Phá cái giàn khổ qua này để lấy le chuyển đi vô trong kia làm nha. Thì như những video trước chia sẻ mọi người đó là làm trong chỗ vườn chuối á, chỗ vườn tràm ở chỗ đó đó. Thì mình là phá le ở đây, thì khổ qua hôm nay phá rồi. Thì hôm nay Tấn sẽ chia sẻ cái kỹ thuật phá giàn khổ qua này nha. Cái kỹ thuật mà lấy le cực kỳ nhanh và đơn giản luôn. Đấy. Này cái đường đi nè. Cả nhà thấy cái đường đi nha. Cái đường đi là dây xịt, dây tưới là mình kéo hết rồi cái đường đi nha. Nhưng mà mình sơ ý một cái thôi. Mình phá từ cái đầu hàng bên này mà qua tới cái đầu hàng bên này nha. Thì cái khổ qua này nó đè xuống sau này mình khó lấy lắm nha. Một chút mình cũng chia sẻ cái cách là cái đường đi nè. Mình cắt như thế nào cho nó ngã về hết hai bên nha. Đây nó cắt nè. Cái này là mình cắt là tự động nó ngã về hai bên thôi. Mình không có đụng chạm hết. Là sau này mình bó le mình nãy cái là mình giác ra là mình đốt luôn thôi. Khổ qua rất là dày luôn. Phá xuống kính bừng nè. Phá xuống kính bừng nha. Còn cái vàng đậu que bên kia đậu đũa chứ tàn rồi mọi người, thì còn ít dây mốp thôi. Thì bây giờ ở đây nắng rồi thì phá rồi, có thể là ông anh ở đây làm ít thôi, còn nhiều là chuyển ở trong kia hết. Chuyển ở trong kia là mình sẽ chia sẻ làm trong kia nha. Ngày hôm qua anh phá được đâu gần 10 hàng rồi. Bây giờ xuống đây chia sẻ với mọi người đây. Đây. Có cái liềm kia ngon lắm mà mang vô làm bỏ trong kia rồi mọi người. Cái liềm này thì nó lục lắm nha, đơn sơ thôi. Nhưng mà mình phá cũng vẫn nhanh nếu mà được cái liềm mọi người, mà được cái liềm ngon á. Một tí nữa là mọi người thấy phá, nếu mà được cái liềm ngon cực kỳ ngon, mà cái liềm này thì nó hơi dở nha. Nhưng mình cũng sẽ làm được. Đây dàn khổ qua con. Nó dày đặc kính bưng luôn. Thì mình cắt gốc trước nha. Cắt gốc trước. À, gốc nè. Ở góc mình cắt gốc trước nha. Góc này lấy máy phát phát. Phát trước chừng 10 hàng. Nếu mà một mình đó thì mình phát trước chừng 5 6 hàng thôi rồi mình phá, chứ nó dày đặc như vậy là mình vừa phá vừa cắt gốc cực lắm, lấy cái máy phát phát. Còn nếu mà đông thì mình phát ấy, đừng có phát nhiều nha, phát nhiều quá nó sẽ khô nó dai ở trên khó cắt lắm ạ. Khổ qua nó dày đặc như vậy đây mà. Rồi, coi nè. Dày đặc kính bưng luôn á. Vàng quá tốt luôn. Cái này mà nó rơi xuống nè, ở trong này là mình phá mà nó rơi xuống nó đè ba cái dây xịt dây tưới này là thôi rồi luôn, sau này lấy ra khó lắm. Đúng ra là người không biết là người ta đã rút ra trước rồi, nhưng mà mình cứ để ra cái đường đi như vậy thôi là mình phá là ok. Ở trong nè. Phát nha, lấy máy phát phát gốc để tới hàng này là hết rồi. Qua phát còn hai hàng nữa, phá xong một lát mình phá xong là sẽ phát tiếp. Đây thì cái đường đi đây. Cái đường đi mọi người thấy nha, dây xịt này. Dây xịt dây tưới là cùng các thứ nha. Thì bây giờ mình nhớ là phải cắt một đường đi đến giữa nha, mình cắt trước. Cắt trước nha mọi người. Cắt trước nha. Mình cắt như vậy nè, là nó đứt ở đây, nó giữa nó sẽ tẻ qua hai bên, nó trống ở đây là không bao giờ phá nè. Mà nó bị đè dây nha. Đấy, mình cắt trước vậy. Mình cắt trước 5 số hàng gì đó rồi mình phá. Phá qua hai bên là cực kỳ ngon luôn. Cứ thế thôi. Một đường nó thoáng à. Ở nhà nhìn nè. Đấy nó phóng bưng ra cái đường đi mình cứ cắt là nó ngã hết về hai bên. Đây. Mình phá. Mình luôn luôn lúc nào cũng phải cắt cái cây ngay trước mặt mình trước nha mọi người. Đầu tiên thì cái này nè. Mình chẻ một đường xuống để mình hất cái này vào bên trong. Đó đâu có rơi ra đường đi nữa đâu. Cái đầu vàng hơi khó phá, nó có cái trống nữa nha. Cái này nó dày lắm, lướt lưới rồi cướp móc đủ thứ hết. Mình cắt ở trên này cũng vậy nha, ở trên này là mình giăng 4 dây luôn, một dây như vậy nè, một dây giữ nóc, một dây ngang để đỡ lưới nữa. Mình có cắt ở mé ngoài và mình cắt 2-3 lần cực lắm, mình cắt ở chính giữa luôn, mình cắt ở giữa càng chị A luôn. Rút cái le lên là xong đó. Mọi người thấy phá cái là ở trong này nó nặng, nó kéo vô hết rồi, ở đường đi nó thoáng rồi. Đấy. Mình đi tới chừng 2 bước thôi nha cả nhà, là mình cái cây trước mặt mình nè, mình cắt trước nha, đừng có cắt ở trên này nha, đừng cắt ở trên này, cắt đây trước nè.
cắt cho nó tống ở đây nha, mình cầm cắt cho nó tống ở đây nè, mình cầm mình để nè, rút lên cho lên xong, có thế thôi là mình đã rút xong rồi, mình chặt ở đây một cái, móc ở dưới này lên, cứ rút cái le ra là xong. Đó. À, cực kỳ nhanh luôn, nhanh lắm. Mình đưa cả máy tới gần cho cả nhà xem luôn. Phải vậy nó nhanh. Mình nhớ là mình cái cây le trước mặt mình là mình luôn luôn nào phải ấy trước, là cái liềm nè. Liềm nó hơi lục, mình cắt cái le trước, đó, cho nó trống như là mình cầm cái tay nè. Mình cắt ở giữa đây nha. Mình rút lên là xong thôi. Thế là mình rút lên thôi. Để đóng đây. Bên này mình móc vừa cái liềm vậy. Mình rút lên. Đi tới hai bớt lại cây le trước mặt mình, nó dày khê không nhìn thấy cây le đâu mà mình thấy. Cái liềm bén là mọi người cắt cái rẹt lại đó. Mình cầm ở ngay ở giữa nè. Le này gãy luôn. Để một nào gãy thì anh em bỏ nha. Sử dụng nè. Một cái hàng này đeo qua kia hơn 10 cây, nếu mà mình phá thì 5-6 phút thôi. Là xong rồi. Cái le này quá ải, xài lâu nè. Xài 2 mùa rồi. Mùa bí với mùa khổ qua rồi, cái nhà cũng biết. Le ải mục hết. Nếu mà mình phá là mình phá đi tuốt cái đồng kia. Dạ khổ qua dày đặc luôn. Coi nè. Kính bưng luôn nha. Cây nè. Cây ngay trước mặt mình luôn. Mình cắt trước. Cắt cho nó tống, mình cầm tay ở giữa vậy nha. Rồi cứ lên trên cắt cái nè. Mình rút là xong. Nhớ là mình cắt cây này trước nha mọi người. Rồi. Cắt để nó thoáng, mình cầm ở giữa nè. Đừng có cắt bên này cắt ở giữa luôn. Rút cái le lên là xong rồi. Chứ còn không á thì dướng dướng khó làm lắm. Hàng này cắt tí đây. À. Mình chẻ một đường nha. Cái liềm này là hơi lục. Cầm đây, đặt liền ở giữa luôn, cắt một cái 4 dây luôn nha, ở trên nóc này còn có 4 dây luôn đó, một dây dằn nóc, một dây dằn lưới nữa, nếu mà không biết cắt bên này bên kia nó vướng lâu lắm. Ở trên này mình chẻ xuống cái gì biết sao mọi người, để mình nguyên cái liền mình kéo á, cho nó tuột xa cái tay mình ra, mình không kéo vậy nó sợ gần tay quá. Ok. Quá ngon, nhanh gọn luôn. Cây ngay trước mặt mình. Cắt luôn. Trước có cái liềm kim mấy bạn. Cầm ở đây nè. Cắt ở giữa đây. Đó. Rút lên. Xong. Ở đây một cái. Mọc như này. Rút ra cũng là xong. Dữ lắm, cước lưới này kia nằm ở bên trong. Nhớ là bước tới là cắt cái cây này trước, mình cầm lại để liền giữa mình cắt cái hàng này, nếu mình phá cực kỳ nhanh. Nãy giờ như chia sẻ mọi người mình phá nha, mà mình còn từ từ đó, chứ nếu mà mình không có, mình từ từ để chia sẻ cho mọi người xem cho kỹ thôi, chứ không một hàng ở kia là mình phá xong rồi mấy phút thôi. Mình phá một hàng dài ở kia cực kỳ nhanh. Bây giờ hôm qua còn tuốt luốc ở dưới đó, hôm qua này thì lớn rồi như mọi người cũng đã biết, qua nó tốt mít mù luôn, kính bưng hết, không nhìn thấy cái gì, như một cái bức tường vậy. Để mình phá nè, mình làm cái video phá cái kỹ thuật phá để lấy cái cây le cho nó nhanh nha mọi người. Ồ, bên kia có cây mận chín đỏ luôn kìa. Sóc nó về nó kêu, nó ăn cây mận, quá trời cây mận ở trái nè. Đây, thấy cây mận ở trái nè. Trái đắt luôn, cả nhà thấy không?
Cái mận nó trái bên này nè, trái chùm 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 và trái đặc sệt luôn. Thôi mình chia sẻ cái video tới đây thôi nha mọi người, cho mọi người tham khảo đấy. Mình cũng kết thúc video đây, mình đi phá để tí trời lên nắng nha mọi người.